Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai." Phân định tốt và xấu. Một bạn trẻ viết trên trang Triết Học Đường Phố: "Người tôi tưởng sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi nhưng lại đem nước mắt mỗi ngày. Người khuyên tôi tôn trọng người khác lại đi gièm pha, nói xấu sau lưng. Người nói về bao dung lại cố chấp trong định kiến của mình. Người nói đến hòa bình lại luôn gây ra chiến tranh." Đó là những mập mờ dối trá của cuộc sống ngày nay mà đôi khi người ta cảm nghiệm. Điều này cho thấy con người phải đối diện với những thực hư không rõ ràng, khó phân biệt đâu là chân lý. Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta cảnh giác phân định để biết được điều gì là tốt hay xấu theo dấu hiệu. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Cạnh đó, người mời gọi chúng ta hãy sinh hoa quả tốt nhờ kết hiệp với người bằng đời sống khiêm nhường, tha thứ, yêu thương. Vì chúng ta tự bản chất đã được Thiên Chúa khắc ghi sự tốt lành, thánh thiện vào tâm hồn. Khi sống tốt lành giữa đời, người Kitô hữu đang biểu dương sự thánh thiện của Thiên Chúa Cha chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phân định tốt xấu nhờ nuôi dưỡng tâm hồn bằng thánh thể Chúa, để đời chúng con sinh hoa trái như lòng Chúa ước mong. Amen.